quân quân tông ông hoàng đế quân quân ninh nhiều ông đệ nhị thiên thần đừng giáng sinh. Quan
dầu nhiều mẹ dù sơn lâm thiêu dị lòng lòng nghi thành thần cộng nhà chúng thật đẹp đại tiệc thánh trận này rồi bảo nghĩa là hoàng nhất trong nhất kế thì còn lại bảy con về cái chứng liền cho lần chúng ta cùng nhau để lại chứng trong nhau thành thần cộng nhà chúng ta nhé rồi làm khen cho các sư các quanh quấy quỳnh thấy trụ bách gia rằng họ nhất tâm vậy rồi đấy chi đệ nhất nhất cảnh cảnh đền quan trước nghe